live show ca sĩ Hoàng Vũ, đêm nhạc Giáng sinh, giao lưu cộng đồng người Việt tại khu vực Bắc Âu, Thụy Điển, Na Uy và Phần Lan. Chương trình được thiết kế mang màu sắc âm nhạc rất riêng của ca sĩ Hoàng Vũ, người đã hết mình vì âm nhạc Việt Nam trong suốt nhiều năm qua, cùng ấn tượng thân thiện mà anh để lại sau từng đêm diễn. Lần đầu tiên trong live show lần này, ca sĩ Hoàng Vũ sẽ kết hợp với các giọng ca nữ xinh đẹp đến từ Pháp, ca sĩ Ngọc Ánh, ca sĩ Jenny Hoài Phương, ca sĩ Thanh Thanh, ca sĩ Á Hậu Vũ Anh Hương. Bên cạnh đó, live show còn có sự góp mặt của các tiếng hát từ Na Uy và Thụy Điển, ca sĩ Hữu Ngọc, ca sĩ Huy Chính, ca sĩ Đông Trang, ca sĩ Tuấn Phạm, MC Hoa hậu Nguyễn Nhi cùng với nhiều nhóm nhảy và nghệ sĩ khách mời khác. Đặc biệt chương trình còn có sự tham gia của saxophone Lê Duy Mạnh và ban nhạc Ngô Minh Khánh đến từ Paris. Live show 1 18 giờ ngày 15 tháng 12 tại Oslo, Na Uy. Chương trình đầu tiên trong live show Bắc Âu của ca sĩ Hoàng Vũ. Live show 2 18 giờ ngày 16 tháng 12 tại Malmö, Thụy Điển. Chương trình bao gồm buổi tiệc buffet tối. Live show 3 18 giờ ngày 30 tháng 12 tại Helsinki, Phần Lan. Chương trình kết hợp đêm nhạc Giáng sinh và chào đón năm mới. Đặc biệt lần này, ca sĩ Hoàng Vũ sẽ cho ra mắt album mới nhất nhạc Giáng sinh tiếng Trung Tâm của mình để toàn thể cộng đồng Bắc Âu để chúc đến bà con một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Thân mời toàn thể cộng đồng chúng ta hãy cùng gặp gỡ, cùng ăn tối, trao nhau những nụ cười, dìu nhau những bước nhảy, nghe những bản nhạc hay, thắp cháy lên một tinh thần vui trong đêm nhạc Giáng sinh và năm mới của bà con Bắc Âu.